block or matchup. Hey, a little Zion Lightning. Royal Zion Lightning. Golem Lightning. Golem Lightning again. And Royal Hot Earthquake. What the fuck? Igbo. And oh no, but I'm using emulator on PC for live stream. Never play on PC, never. Because it's very very difficult to play. Let's go, play Lucas. Oh, Bougie! And Lucas, the gamer. Mở hòm dài ngắt tí nữa nha. Hi bro. You're also building car. Oh, I don't know why when I change the bomb tower, I always miss her. Really bad matchup. If I keep the original deck, I win. But when I change one car building car, I lost. Yeah, I don't know why. Muji vừa thua Eagle á. Sao nào? Muji thắng hay thua? Muji vs Eagle. Who win? Tỷ số là bao nhiêu? Hi bro, hi bro. Can we play 1v1 right now? No. Sorry, no. Hey yes. Hey Ada online, yes. You love me. How much you love me? Hello Adi. Oh, very nice defense. Thế mà ông nào kêu Muji vừa thua lên cho. Ô không Phạm Tuấn Phạm sao lại thua 3-0? Ờ thua đấy. Ông này ông bảo là thắng 3-2 nè. Muji win the league. Sure. Có đây cho free hit mà nó chuộng bởi vì nó reset được rất nhiều con. Mà đặc biệt là gì xếp 3 tu, 3 tỷ ở đâu? 8 tỷ là sao nhỉ? What do you think about the lock, classic lock base? I think this deck work in this season. Okay, thanks for that. Ôi giời, nó đeo 5 vào trong đây rồi ông, chán thật chứ. Okay, Muji won, thanks for your information. Sorry guys, I'm very busy today, so... I don't have time. What? Brand strong cool cap. Balloon miner, let's go. Oh, right now on my playlist, I think nobody. What deck is the best for pushing? You know, I don't know because I have only one account, and I play high arena. I don't know. What about meta on below arena? Good finish last season not playing. Oh, I don't know. Ah, because you know on top on push they own way push for different account every season. So you know maybe this guy finished top one the last season. No boost in. Maybe the honor the one boost this season maybe.
Let me turn my favorite song. My favorite song. Where? Oh, sorry guys, I'm turn my music. Come back with Kali Gamer and keep rolling. I have a good news. The last week I meet Kid Rodit on ladder, and we are facing a player for fun. And you know, actually he win, but I'm play very, when I facing his deck, I'm play really good. I'm proud of myself. Miner bị nét vào bánh phát mà thằng tốt vẫn chơi bởi vì là các bạn biết là nó cái deck Royal Lion đấy. Okay. Nó nằm nhiều quá vì vậy là Miner Wokemaker vẫn là xuống tồn tại. Kid Kid online, no, let me check the game, don't worry. Fireball, good. Age of Spirits, good. I know. This version Miner Blind Lava House. We don't have balloon, so các quen anh rank con lava tốt đầu tiên trong các con legend chơi. Ơi lava con này mà lượng tốt trong đấy, nó dựa vào cái gì vậy? Nó dựa vào tỷ lệ người xem á. Mình phải chọn ngay đâu là con miner. Tại sao lại chọn lava là con đầu tiên? Nó ở thời cái thời nào mà chọn lava đầu tiên? Thanh niên này có chơi game không vậy? Hầu hết người ta chọn beta vì tại sao lại beta ấy, nó chỉ nằm ở phụ thuộc ở top độ 1000 thôi, hoặc là tôi trên cao nhất là tôi đang top 200 thôi, chứ không ai gọi beta ở top dưới cả. Và hơn nữa thì các bạn biết là miner ở đâu cũng miner everywhere to hit. Ủa, quả fireball chất lượng. Fireball knock back the Infernal Dragon, and he got 2 hits from Royal Giant, and how to support Royal Giant right now. GG and well played, congratulations Lucas. Congratulations. Now, he lost to over 200 trophy, lost too much. Get to this to my mini matches. Hey, look at in game, let's go. this guy, I will top one. Anyone this guy, I really want to make video about him. Balloon Miner, bomb. Balloon Miner, Executioner. But I don't know his contact. It's like a crazy. And right now he got the top 15. Yeah, you're seeing a toxic deck. Yeah. I really want his contact right now. Thank you.
đánh ladder rồi, chứ còn các bạn biết là hello Minh Chen, các bạn biết là lên vào 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 giải đấu thì thằng nào nó cũng như thằng nào nó biết hết rồi, nên là các bạn rất khó để có thể nói được rồi. Hong Kong player Yali, I don't know, I really want his contact and anything else. Facebook, Twitter, WhatsApp, I really want that. Qua số tôi sắp ba trái thắng thua thằng nào vậy? Thua sắp hơi nhanh nhỉ, nhưng mà đánh ladder thì vẫn ghê. Chinese, no, I'm Vietnamese. Rico à? Rồi, thằng Rico thì ghét rồi. Thằng Rico nó còn chưa lộ mặt đâu anh em. Nó cũng giống kiểu thằng Muji ngày xưa. Miner hay quá, nhưng mà bị Fisherman bóc đít. Trời ơi. Nói chung là Fisherman vẫn là một cái điều gì đấy nó khác biệt so với những phần còn lại. Hello em, hôm nay vào stream hơi sớm, chẳng ngày hôm mai thì em muốn xem không? Richard Sutton à? Rồi, để tí mình check lại. Mùi gì vẫn tốt. Thế bạn ạ, à? Anaban nó chứ, thằng này nó deep gọi, nó có 3 4 Facebook rồi. Hồi trước mình add cái 2 cái Facebook rồi thì nó chuyển sang một Facebook khác. Quá rất bột. Tránh mặt mình à? Thì thôi vậy. Cái này là cái vẹo gì cũng chả biết nữa. Anh em qua. We'll stream tomorrow, yeah of course. And you know is Anaban. À quên, nhầm Akalong. Akalong đang push cho anh này. Akalong đánh gì vì vãi anh nhầm. Là mình nó chơi 2 ban nick rồi. Không chơi 2 nick thì không sao, nhưng mà chơi mà share nick cho người khác thì nó mới là có sao đấy. Lucani Gamer, let's go. And Anaban. Right now Lucani Gamer and Anaban already get top 1. Em top 8 kìa anh ạ. Ui dồi, ghê vậy. Hey guys, Anaban already get top 1 right now. And right now in game. Are you kidding me? Are you kidding me? What KK believe? Make it. Maybe Smith fell. Aha, Sneak fail. I think so. Because I think he what really want to sneak someone, you know, minor war breaker, and he failed. One hit, right? Oh, two hit. Oh my god. And the last push, let's go! GG and well play! GG and well play! Oh wow! So sweet! Holy shit! Congratulations, Lucan Gamer! Congratulations! No, this guy gets the one! I just saw. Yeah, you know, he just lost. Let me count. He lost 7-8-1-0 trừ đi bao nhiêu nhỉ? 7-7-6-7. Ơ, thế là 40. Ủa, thế là 43 cúp à? Oh my god. Ah, Electro Zion. What the hell? Electro Zion. Oh, Macarius. Let me check. Let's go.
No way, too late. Too late. Hey, Brent John cut wait. The ball player here choosing have here building this deck. They are building a new deck. Yearly bad matchup for Lizakun. Yearly bad matchup. Got the Araban here saying Elito Zion and Lightning. And of course we have Tornado. Baby Dragon. Oh, Banana Tornado. I won't wait to do it. Well, it's Tornado like that. So, Araban win. Slow. We need the one lining and oh way, maybe random. GG. Araban. Let's go. Yes, the Raiders are no hit, so I'm waiting for I'm waiting for whether they will fix Zion or Knight Hunter Fisherman or neck balance. Đúng rồi, là một bức tường hay quá nhưng mà không vượt qua được. Nói chung là khó, deck này khó. Nói chung là spam cầu thì hay lắm rồi. Mini Pekka, đâu. Quá. Mình nhớ ngày xưa là con Hunter mà đập cạnh con Echo Giant là chết luôn rồi mà. Hey guys, I remember when the first time when Hunter is facing Echo Giant, we have one hit and Hunter dead. Như là fix rồi đúng không? Ngày xưa mình nhớ là có một hit mà nó chết luôn mà 10 tia, cái là 10 tia bay luôn. Rồi, I forget Pompeo. Ôi, top 7 rồi, 8-2-0-10 rồi. Ôi, ông nào xem Pompeo thì nhớ. Hay Osama, sorry. Ôi, con này lên top nhanh vậy. Không phải anh chơi đâu, chứ ai chơi ấy. Làm kiếm nước Facebook của bạn. Thôi kệ. Quan trọng là hôm nay anh ở đây xem stream với em được rồi bạn. Ok, Kitronit và Pelucap. Kali Gamer. Check leaderboard the next game, don't worry. Xong rồi, cái deck này thì khó ăn rồi, bởi vì Hunter với Fireball với lại Electro Free, Electro Dragon, Electro Wizard này thôi xong rồi. No, it's not Green Chain bro, it play. Fair play, not Green Chain. Ok, I think so, look at go to number 2. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Good game. Hey, thank you, SKO.
Luka the Gamer, let's go, you can do it, top 1, let's go, let's go. Thằng Anaban sẽ đánh để nó lấy top 2.